tốn công vô ích. Con đồ ta, bố sắp đến khu dân cư rồi. Con ra đón bố nhé. Ra đón bố nhé, được không? Không thành vấn đề, con tới giúp bố. Nhớ mang theo băng dính và kéo. Con đồ ta, con đồ ta. Bố đồ nhỏ, con ở đây. Tổ dân phố khu dân cư chúng ta phải treo băng rôn. Bố là một thành viên của tổ dân phố. Bố đồ nhỏ, con giúp gì được cho bố? Bố đương nhiên phải chủ động nhận công việc rồi. Bố là một thành viên của tổ dân phố mà. Cho nên chúng ta treo băng rôn nhé. Con đợi ta giúp bố. Con hiểu rồi. Vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi. Đi nào. Sơn này để làm gì thế? Đó là ngày mai bố phải mang đến chỗ làm. Tiện thì mua về luôn, được không? Được ạ. Vậy giờ chúng ta bắt đầu thôi. Bố thấy khoảng cách giữa hai cây cột điện này vừa đẹp. Có thể treo băng rôn. Con cũng thấy không tồi. Con đồ ta, con đồ ta. Băng dính và kéo mà bố dặn con mang đâu rồi? Bố có dặn con mang gì đâu. Nhất định là con quá vội vàng, không nghe kỹ lời bố nói. Không có băng dính và kéo thì không thể treo băng rôn được. Bố đồ nhỏ đừng lo, giờ con về lấy. Bố đồ nhỏ, bố không sao chứ? Bố không giữ nổi nữa. Ây da, không giữ nổi nữa. Làm việc gì cũng phải có trách nhiệm, nếu không sẽ gây chuyện đấy. Bố đồ nhỏ, con biết sai rồi. Cao thêm chút nữa. Cao chút nữa, vẫn còn hơi lệch. Con lùi lại hai bước nhìn xem. Vâng ạ. Ây da, trời ơi, con chỉ mãi nhìn vào băng rôn. Khó chịu quá. Băng rôn bị bẩn rồi. À, không ổn. Con đồ to, con làm gì thế? Con đồ to. Này, con đồ to. Dưa của tôi. Đẹp quá. Đừng có cắn mình nhé. Mình không phải là kem đâu. Con đồ to, con không sao chứ? Không bị chó cắn chứ? Không ạ, con không sao, bố đồ nhỏ. Chỉ là băng rôn thê thảm thôi. Không sao thì tốt. Băng rôn vẫn có thể nghĩ cách khác. Nhặt lên xem nào. Bố đồ nhỏ đọc đi. Bố nghĩ treo nó lên trước, rồi chúng ta sẽ đọc nội dung. Đừng để lại vướng vào người khác nữa. Con thấy rất có lý. Bố đồ nhỏ, hàng chữ nhỏ kia là gì? Tổ dân phố, khu dân cư Vầng Trăng. Vầng Trăng là khu dân cư bên cạnh mà. Bố đồ nhỏ, bố sơ ý quá. Cầm nhầm băng rôn của khu bên cạnh về rồi. Làm chúng ta tốn công vô ích. Quá nhiều quả hành khô.
Mẹ tập về, may nhờ em nhanh trí đem quả hạnh không ăn hết phơi khô, không lãng phí. Đương nhiên, đây là đồ ăn vặt hoàn toàn tự nhiên, không chất bảo quản, đã phơi một tuần rồi, chắc là ăn được rồi. Mùi vị ngon lắm, không được ăn vụng đồ ăn vặt. Tuân lệnh. Quả hạnh mẹ tập về phơi, chắc là ăn được rồi nhỉ. Ồ, chua chua ngọt ngọt, đúng là rất ngon. Đây là quả hạnh phơi khô ngon nhất trên đời. Sao hạnh khô lại bị thiếu nhiều thế nhỉ? Bố đồ nhỏ, con về rồi. Con đồ to, con về rồi à? Số hạnh khô này là như thế nào? Con ăn rồi. Hả? Một mình con ăn sao? Con chưa bao giờ được ăn đồ ăn vặt ngon như vậy. Ây da, con đồ to, hạnh khô không thể ăn nhiều như vậy. Vậy thì có gì đâu, bố đồ nhỏ keo kiệt quá. Không phải bố keo kiệt, hạnh khô ăn quá nhiều. Chính là keo kiệt, ngay cả mấy quả hạnh khô cũng không nỡ cho con ăn. Con đồ to này, xem ra nếu không nói quá lên thì nó căn bản không để tâm. Con đồ to, con biết không, ăn quá nhiều hạnh khô, răng con sẽ đình công đấy. Đình công ư? Đúng thế, chính là không làm việc nữa. Răng không làm việc cho con nữa, sẽ rời bỏ con. Các cậu đừng đi. Không được, không được, con không muốn răng bỏ con đi đâu. Vậy con còn ăn nhiều hạnh khô như vậy không? Con nhìn xem răng của con còn không. Răng của mình vẫn còn. Bắt đầu từ bây giờ, mình phải ít nói chuyện, ngậm chặt miệng lại. Như vậy răng mới không bỏ đi. Cây vợt cầu lông của mình đâu nhỉ? Con đầu to, con đang múa ư? Nền nhà rất bẩn ư? Ây da, đúng là. Con đầu to, con đã nhìn thấy phải không? Vậy con phải nhắc nhở mẹ chứ. Vì sao con không nói? Vậy con... ăn cơm thôi. Ngon lắm. Món sườn xào chua ngọt em làm ngon lắm. Không phải con cắn vào lưỡi rồi chứ? Răng mình ê buốt không cắn nổi. Răng mình đình công rồi. Mình mà mở miệng ra, răng sẽ bỏ đi mất. Phải làm sao đây? Ông đầu to không có răng, ngay cả hoa quả cũng không ăn được. Thật đáng thương. Cậu ấy chỉ có thể nghiền nát các thức ăn ra rồi ăn thôi. Con đồ to, con sao thế? Không có gì, con không muốn ăn cơm. Kỳ lạ, nó thích nhất là món sườn xào chua ngọt mà. Có phải con thấy không khỏe chỗ nào không? Con đồ to vẫn chưa lên giường đi ngủ ư? Con đồ to, con đang làm gì thế? Mẹ tập về giúp con với, đừng để răng của con chạy mất. Con đồ to, con nói vậy là có ý gì? Mẹ nghe không hiểu lắm. Bố đồ nhỏ nói, con đồ to, răng con sẽ đình công đấy. Răng của con đã đình công rồi, ngay cả móng sườn cũng không gặm được. Chắc chắn chúng sắp bỏ con đi rồi. Con đồ to, con ăn nhiều hạnh khô quá nên con không gặm nổi sườn nữa. Không gặm nổi. Nói như vậy, răng của con sẽ không đình công, cũng sẽ không bỏ con đi. Con đồ to, bố chỉ nói đùa với con chút thôi. Xem anh dọa con kìa. Anh chỉ muốn nhắc nhở con, không thể một lúc ăn nhiều hạnh khô như thế. Tốt quá rồi, con vẫn còn răng. Sẽ không biến thành cụ già nữa. Bố đồ nhỏ, sau này, cho dù đồ ăn ngon đến đâu, con cũng sẽ không ăn quá nhiều nữa. Con ngoan của bố, sau này, bố cũng sẽ không dùng cách nói quá như vậy để dọa con nữa. Vậy mới đúng chứ. Z.
Bố con thám tử. Mẹ Tập Về ơi, hai bố con vừa chạy bộ về ạ. Bố đồ nhỏ, anh thu bộ đồ thể thao của con đồ to. Em vừa ở sân sau vào rồi ạ. Đồ có. Con đồ to, thế là con tự thu quần áo à? Con cũng không thu. Thế thì lạ nhỉ, quần áo đâu mất rồi? Liệu có bị gió thổi bay đi không? Không đâu, mẹ kẹp chắc rồi. Nào, chúng ta đi xem sao. Hả? Bộ đồ thể thao của con mất thật rồi. Bộ con thích nhất. Đừng lo lắng con đồ to, chúng ta thi tài xem ai bắt được kẻ trộm. Bố là nhà thám tử lừng danh đấy. Được ạ, đồng ý. Bố đồ nhỏ, anh phát hiện được gì thế? Đi theo anh. Mày đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Bố đồ nhỏ, có vẻ thám tử như bố không nhanh nhạy rồi. Lần này là sự cố, bố nhất định sẽ bắt được tên trộm. Hãy xem con đây. Được rồi mẹ Tập Về, bây giờ mẹ hãy phơi quần áo lên giá đi. Con đồ to, làm vậy có được không? Hôm nay liệu kẻ trộm có đến lấy cắp quần áo không? Con không biết nữa, cứ thử xem sao. Con đồ to, chúng ta về ngủ thôi. Vâng, ngày mai đợi tiếp vậy. Khoan đã, hình như đến rồi. Chính hắn, dám đến lấy cắp quần áo. Mẹ Tập Về, mau. Bắt được kẻ trộm rồi. Hả? Bố đồ nhỏ, sao lại là bố? Bố nghĩ tên trộm buổi tối nhất định sẽ tới trộm đồ, nên bố muốn đào một cái bẫy. Không ngờ lại bị hai mẹ con bắt, thật tình. Bố đồ nhỏ, đều tại bố mà kế hoạch của hai mẹ con bị phá hỏng rồi. Bố còn chưa nói hai người phá hỏng kế hoạch của bố kìa. Quần áo, bắt trộm. Lặn lội cả buổi tối không bắt được trộm. Rốt cuộc là ai nhỉ? Lại còn chuyên trộm đồ của nhà ta. Bố đồ nhỏ, không phải bố đắc tội với ai đấy chứ? Sao thế được? Đồ to ơi, đi đá bóng với tớ đi. Đây là bộ đồ thể thao của tớ mà. Hay thật, hóa ra cậu chính là kẻ cắp quần áo. Nói bậy, đây là mẹ tớ mua cho tớ đấy. Không đúng, đây là của tớ. Không phải. Không được đánh nhau, buông tay ra. Cậu cởi ra đi. Tớ không cởi. Đồ này là của tớ. Tớ không cởi đâu, của tớ mà. Tớ không cởi. Chú đầu nhỏ ơi, cháu xin lỗi. Không sao, chú bị đụng quen rồi. Cậu không những lấy trộm đồ mà còn gia vào bố đầu nhỏ của tớ. Cậu, tớ đã bảo tớ không phải kẻ trộm. Bắt trộm. Đứng lại, hôm nay nhất định phải bắt được mày. Tao nhất định phải bắt được con chó đáng ghét này. Lần này mày chết chắc rồi. Xem mày chạy đằng nào. Bố đồ nhỏ, lại để nó chạy mất rồi. Không sao, con xem. Bố đồ nhỏ, bố thật giỏi. Hóa ra là như vậy. Hehehehe
nghệ thuật trừu tượng. Sao nghỉ hè mà nhà trẻ còn giao bài tập vẽ, lại còn nhiều ơi là nhiều. Vẽ đến muốn gãy lưng luôn rồi. Mau đến giúp mẹ nào. Mẹ Tạp Dề ơi, đây là gì thế ạ? Đây gọi là tranh trừu tượng, đẹp chứ? Bức tranh này đáng giá 10 tệ hả? Đùa à, 500 tệ của người ta, mà cả mãi đấy. 500 tệ để mua bức tranh tầm thường này, anh chả biết thưởng thức gì cả, không hiểu gì về nghệ thuật, có giỏi thì anh vẽ đi. Coi thường người khác, con đồ to, hôm nay chúng ta không vẽ tranh của nhà trẻ nữa, chúng ta vẽ tranh trừu tượng, được ạ? Bắt đầu thôi, bố đầu nhỏ ơi, tranh trừu tượng vẽ thế nào ạ? Vẽ tùy ý thôi, con vẽ gì cũng được, thích gì vẽ nấy, có thể vẽ cả những thứ chưa nhìn thấy bao giờ. Con hiểu rồi, cái này thể hiện tâm trạng xúc động của con. Đây là cảm giác hỗn loạn. Đây gọi là nghệ thuật gì vậy? Em chẳng hiểu gì cả. Đây gọi là nghệ thuật trừu tượng. Nghệ thuật trừu tượng là phi lý tính, người ta đều vẽ như vậy. Được thôi, ngoài tấm vải vẽ trên sơn dầu này ra, các chỗ khác nếu dám làm bẩn thì mẹ không tha cho hai bố con đâu. Trước khi mẹ quay về, nhớ treo bức tranh của mẹ lên đấy. Không ổn, con đồ to dùng màu phong phú hơn mình. Bố đầu nhỏ, con sẽ không thua bố đâu. Tài năng ghê, mình cũng không thể thua. Đừng! Con đồ to, lúc nãy mẹ Tập về nói thế nào nhỉ? Ngoài giải vẽ tranh sơn dầu ra, những chỗ khác không được làm bẩn. Vậy bây giờ làm thế nào? Cứ vẽ tiếp đi, rồi bảo với mẹ Tập về là chúng ta vẽ một bức tường mới cho mẹ. Làm nghệ thuật mà. Dân, ý hay. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hành động thôi. Con đồ to, bây giờ chúng ta còn vẽ được cả ba chiều luôn. Cái này vui. Bố đồ nhỏ ơi, bố thấy chúng ta vẽ thế nào ạ? Cuộc đời này của bố chưa từng tạo nên tác phẩm nào tuyệt vời đến vậy. Bố nghĩ liệu có ai thích không? Cái này ấy à? Hay là chúng ta chụp ảnh đăng lên mạng? Được ạ. Đăng ảnh xong rồi. Thôi xong, mẹ Tập về phát hiện ra rồi. Hai người làm cái gì vậy? Bố đồ nhỏ, mau thuyết phục mẹ. Mẹ Tập về, cho phép anh xin được trân trọng giới thiệu với em. Đây là bức tranh trừu tượng do hai bố con anh cùng sáng tác. Chiếc khăn lụa của em, bức tường trắng của em. Anh biết, rất nhiều người mới đầu không thể chấp nhận nghệ thuật trừu tượng, thậm chí còn cho rằng rất ngu xuẩn. Gì cơ? Thực ra, đó là vì mọi người không hiểu. Bởi trình độ của con người quyết định khiếu thẩm mỹ. Ý anh nói em không có khiếu thẩm mỹ? À không không, ý anh là có lẽ em sẽ thích bức tường mới mà bố con anh làm cho em. Màu sắc phóng khoáng, căng tràn và đầy cuồng dã. Chi tiết ngẫu hứng thêm vào nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng lại ẩn chứa sự tình cờ vui tươi. Ý gì tuyệt vời, tình yêu lan tỏa. Sự tự nhiên không thêm một khuôn mẫu nào này, gọi là nghệ thuật trừu tượng. Em thấy là phá hoại đồ đạc thì có. À, em lại không hiểu rồi. Chỉ có nghệ thuật trừu tượng mới có thể khiến nghệ thuật trở về tính người. Làm nhà cửa lộn tùng bậy hết cả lên, đây chính là nghệ thuật của anh hả? Trong nhà vừa hay còn một thùng sơn tường, hai người phụ trách dọn cho sạch đi, làm ngay bây giờ. Nhưng bố con anh vừa đăng tác phẩm đi bán. Đừng đùa nữa, ai thèm mua cái thứ này chứ. Mau dọn dẹp sạch sẽ cho em, nếu không thì tối nhịn. Chẳng trách trên thế giới này có ít nhà nghệ thuật như thế. Có phải đều bị mẹ mắng cho không dám vẽ nữa không? Bây giờ bố phần nào đã hiểu được cho Picasso làm nghệ thuật không dễ dàng. Nếu mẹ Tập về không ưa sạch sẽ như vậy thì tốt biết mấy. Thật tình, bỏ ra cả đống tiền mua một bức tranh về. Tranh của chúng ta thì khác gì với bức tranh kia. Mẹ Tập về thật không biết thưởng thức nghệ thuật. Tranh của anh. Bức tranh của hai bố con anh trên mạng bán đấu giá 10.000 tệ. Có người không biết nhìn thật. Con đồ to, ngày mai mẹ đưa con đi xem triển lãm tranh. Tranh của anh, nghệ thuật của anh, tác phẩm của anh. Bóng rổ.
Tuyệt quá, lại vào rồi. Lại vào rồi. Con đồ to, trật tự đi. Bố không chuyên tâm đọc báo được. Bố ơi, bố thấy không, cầu thủ bóng rổ rõ là Oách luôn. Bố đồ nhỏ, sau này lớn lên con cũng muốn làm ngôi sao bóng rổ. Thằng bé này, lúc thế này lúc thế khác, vừa hăng hái kêu muốn làm ngôi sao bóng rổ, nháy mắt đã lại vẽ vời rồi. Bố đồ nhỏ, bố làm gì thế? Con đồ to, con quên lời mình nói lúc nãy rồi à? Nói gì ạ? À? Muốn làm ngôi sao bóng rổ ấy. Con không quên, không quên. Bố đồ nhỏ, bố nhìn nè. Con sẽ dán bức tranh này ở đầu giường, cổ vũ mình trở thành ngôi sao bóng rổ. Không phải nổi hứng nhất thời thì tốt. Bóng rổ, bóng rổ. Bố, mau đưa cho con, cho con. Cảm ơn bố đồ nhỏ. Sao không vào nhỉ? Chắc là trong nhà chật quá. Mình phải ra sân bóng rổ tập luyện. Đầu to, cậu đang làm gì thế? Tớ đang luyện đưa bóng vào rổ. Lớn lên tớ muốn làm ngôi sao bóng rổ. Siêu thế, anh đầu to. Các cậu đến đúng lúc lắm. Hay là các cậu hỗ trợ cho tớ đi. Hỗ trợ. Thấp quá. Lần này lại cao quá. Mệt đứt hơi rồi. Em cũng không muốn hỗ trợ nữa. Đầu to, đưa bóng vào rổ. Anh đầu to cố lên. Vào đi. Vào đi. Bực mình quá. Anh đầu to, anh đừng buồn nữa. Sao không buồn cho được? Tại sao anh không đưa bóng vào rổ được chứ? Bởi vì cậu không có thân hình cao lớn như cầu thủ bóng rổ. Ừ nhỉ? Tay anh bé xíu, chân cũng ngắn cũn. Cũng đúng luôn. Anh nhìn xem, các cầu thủ bóng rổ đều là chân dài, tay to thôi. Xem ra trời sinh tớ không phải cầu thủ bóng rổ rồi. Ngôi sao bóng rổ tương lai của bố, bóng của con đâu? Bố đồ nhỏ ơi, con vốn không đủ điều kiện làm ngôi sao bóng rổ. Sao bố không nói cho con biết từ trước? Ai bảo thế? Dáng người con không cao, đầu thì to, tay thì nhỏ, không hợp để đánh bóng rổ chút nào. Là vì chuyện này à? Con xem đây là ai? Ai thế ạ? À? Chính là chú ngôi sao bóng rổ mà con thần tượng đó. Đây là chú ấy hồi nhỏ. Hả? Vừa gầy vừa nhỏ. Bố nói dối. Bố không hề nói dối. Ai cũng đều phải trải qua quá trình cố gắng và kiên trì tập luyện thì cơ thể mới phát triển cao lớn. Vậy là con cũng có thể sao? Con á? Chưa chắc. Sao lại thế? Con xem con, mới bắt đầu chưa thành công đã dễ dàng bỏ cuộc. Thế sao được? Bố ơi, con sai rồi. Giờ con đi luôn đây. Con... Sao thế? Bố đồ nhỏ ơi, con lại mắc phải lỗi lớn. Con để quên quả bóng bố mua cho con ở sân bóng mất rồi. Đầu to ơi, đầu to, nhìn nè, bóng của cậu. Tụi em có thể tiếp tục hỗ trợ anh. Chúng ta cùng đi chơi bóng rổ đi. Bóng rổ của tớ lại quay trở về rồi. Học thư pháp.
Đồ Nhỏ, mẹ Tạp Dề ơi, con tìm thấy cái này trong phòng sách hay lắm. Con đồ to, con chạy chậm thôi. Con đồ to, con tìm thấy cái gì hay ho thế? Là mấy chữ viết rất đẹp ạ. Bố Đồ Nhỏ, đây chắc là thư pháp anh viết hồi đại học. Đúng vậy, anh còn nhớ tác phẩm này, còn được giải cao cấp thành phố nữa. Khoan đã, thư pháp là gì vậy bố Đồ Nhỏ? Nói một cách đơn giản nhé, con đồ to. Thực ra thư pháp chính là viết chữ Hán một cách nghệ thuật bằng bút lông. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng cảm giác rất siêu phàm. Bố Đồ Nhỏ ơi, bố dạy con thư pháp được không? Đương nhiên là được. Con đồ to, chú ý tay bố cầm bút thế nào nhé. Vâng ạ. Viết xong rồi. Con đồ to, buổi học thư pháp đầu tiên, con luyện viết được chữ này là được. Không thành vấn đề. Bố Đồ Nhỏ ơi, sao con cứ cảm thấy nó là chữ nhất vậy nhỉ? Có phải bố chưa viết hết không? Viết hết rồi, bố viết chữ nhất đấy. Chữ nhất quá đơn giản, bố dạy con chữ khác khó hơn đi. Không được, bắt buộc phải học từ chữ nhất trở đi. Tại sao ạ? Bố Đồ Nhỏ, xuống ngay điện thoại này. Tới liền. Con đồ to, con viết 100 chữ nhất đi nhé. Trời ơi, 100 chữ. Viết chữ nhất chán thiệt đó. Dùng mực vẽ tranh còn đẹp hơn. Hết mực rồi à? Ở kia. Chờ tí đã. Hỏng rồi. Bản thiết kế của bố. Con không để ý đến bản thiết kế. Con xin lỗi. Thôi, tạm gác chuyện này lại. Con đồ to, con viết xong 100 chữ nhất chưa? Con chưa. Chưa viết xong, sao đã chơi rồi? Bố Đồ Nhỏ, con muốn học thư pháp thực sự cơ. Viết chữ nhất dễ ợt, chán lắm. Nếu đã chán thì thôi, giờ chúng ta không học nữa. Chúng ta đi đá bóng, đồng ý không? Đá bóng á? Sao lại thế ạ? Con đồ to, hai ta đánh cược một ván. Cược gì ạ? Coi khoảng trống giữa bố và cái cây này là khung thành. Con cần sút bóng từ vị trí cách khung thành 5 mét. Có tất cả 10 lần cơ hội. Nếu con đá vào được thì bố không bắt con viết chữ nhất nữa. Nếu con đá không vào thì phải ngoan ngoãn về nhà viết tiếp. Thế nào, nhất trí không con trai? Có vẻ khó, nhưng cũng đáng để thử. Con đồng ý. Nhất trí. Con đồ to, con thua rồi. Bố Đồ Nhỏ, đá bóng ở mức độ khó thế này cần phải qua đào tạo cơ bản thời gian dài mới làm được. Luật chơi của bố không công bằng, làm sao con thắng được? Muốn tạo ra một pha bóng đẹp thì phải qua đào tạo cơ bản. Viết thư pháp cũng vậy, chỉ khi nắm vững cách viết nét ngang, nét dọc, xiên trái, xiên phải thì mới viết chữ đẹp được. Con thấy có đúng không? Đúng rồi, bố Đồ Nhỏ, sao con không suy nghĩ thấu đáo chứ? Bây giờ nhận ra cũng chưa muộn, huống hồ con thua rồi, không muốn viết cũng phải viết. Được rồi, con biết rồi, con không cần bố nhắc nhở nữa, con biết rồi. Con đồ to, nghỉ tay đi. Ăn cơm thôi. Mẹ Tập Về, lông mày của mẹ là chữ nhất, được viết rất đẹp đó. Vậy sao?